Trước đó, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 6 thi thể, 3 người vẫn mất tích, chưa tìm thấy. Khối lượng đất đá, gỗ rừng quá lớn, lực lượng tìm kiếm lại chủ yếu dùng sức người, công cụ hỗ trợ chỉ có máy cưa, dựa, cuốc xẻng rất thô sơ, nên việc tìm kiếm khó khăn. Dự kiến trong tuần này khi đường thông từ xã về đến thôn thì sẽ đưa xe móc, xe ủi hiện đại vào hiện trường tìm kiếm. Trước đó, cuối tháng trước, xã Phước Lộc xảy ra 2 vụ sạt lở đất làm 9 người thiệt mạng và 4 người mất tích.